kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe các chủ đầu tư báo cáo đề xuất ý tưởng đầu tư dự án du lịch Eden Garden tại đảo Cồn Cỏ và dự án đầu tư khu phức hợp Merlin Center tại Cồn Nổi trên sông Hiệu, thành phố Đông Hà. Các đồng chí Võ Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.